vừa để cho mắt. Lên chuẩn hành một lần cho nó thích. Một lần nữa chuẩn hành. Đây là mấy anh bán xoài cốt đây. Đây là đưa lên chuẩn hành Đà Nẵng anh chị. Dạ không có, kênh YouTube. À YouTube à? Dạ. Tối nay là có YouTube ngày mai. Có liền, đang livestream mà. Không nữa có liền. Nếu mà bán là YouTube thì tối này có hay là tí có liền. Tí có liền. Đông múc xôi dẻo tay thế. Xoài khúc chính gốc Hà Nội hả? Gốc Hà Nội đấy. Bán ở đây là
Năm nay là 18 năm rồi. Nước không ạ? À? Tặng nước nữa hả? Hả? Ok, tặng tí nữa. Từng không. 10 cái một cho nó đủ. Trong này là 50 này. Đây là 60 này. Đếm cho anh. Anh hiểu không? Đó. Để đi lại 10 cái thôi. 10 cái chứ bỏ vô 10 cái rồi cứ xếp lại cho anh. Vâng, thế cho đó. Mỗi năm có thể là dư 200 xuất bất luật đi. Dạ được. Bao nhiêu anh nghĩ họ dư 200 hả? Dạ. Vì là hai anh em mà cố làm nhiều làm thật đầy rồi sợ nó thiếu. Cũng có thể là mỗi một nồi này nó dư được khoảng 120 xuất. Đã hết tất được rồi. Yeah. Một năm đủ. Đạo em ạ. 10 cái thì xếp vô đây nè, bao xếp vô đây cho. 10 cái xếp vô đây. Xếp vào đấy 10 cái một. Dạ, dạ. Giờ cái này 10 nha, bắt đầu cái của anh là tính lại cái tốc mới. Đẩy ra đi, đẩy 10 cái đó ra đi. Biết, để chị đó. Rồi, đi đây
Dạ lẻ lắm, phát rồi nhanh lắm. Rồi, rồi, rồi.